Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của VinReview. Các bạn thân mến, cuối năm 2016, WebVision đã giới thiệu tới người sử dụng mẫu camera hành trình WebVision S8. Sang năm 2018, hãng này vừa tung ra phiên bản nâng cấp cho sản phẩm này có tên gọi WebVision S8 Plus. Hiện sản phẩm đã được phân phối chính thức tại Việt Nam qua công ty đẳng cấp camera với giá bán 3.790.000 đồng, kèm theo chế độ bảo hành 2 năm và được đổi mới trong 1 năm đầu tiên. Ngay từ vỏ hộp, các bạn có thể thấy gần như khác hoàn toàn so với phiên bản trước đây. Với phiên bản trước thì trên hộp có rất nhiều thông tin, nhưng với phiên bản 8 Plus này thì đã lượt bỏ gần như hết các thông tin. Chính giữa chúng ta có tên hãng và model sản phẩm, dưới đây là hình camera. Thôi, để mình mở luôn hộp ra cho các bạn dễ hình dung nhé. Đầu tiên là thẻ bảo hành chính hãng, các bạn sẽ được tặng kèm một thẻ nhớ 16GB và sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. WebVision S8 Plus được đặt trên cùng như thế này khá đẹp và ấn tượng, nhìn qua tương tự như một chiếc máy ảnh du lịch vậy. Mình đã tạm sang một bên đây để tiếp tục khám phá tiếp các phụ kiện kèm bên trong hộp. Đầu tiên là gá hút chân không, phụ kiện không thể thiếu để gắn và cố định chiếc camera của chúng ta trên xe. Tiếp theo là dây nối dài cho camera sau, nhà sản xuất tặng kèm theo một sợi dây USB để sạc bằng các nguồn điện khác nhau. Một phụ kiện rất quan trọng nữa chính là sạc nguồn cho S8 Plus thông qua nguồn điện ở trên xe. Tiếp nữa là thiết bị định vị GPS để chỉ đường, một sợi dây USB được chia ra để cắm định vị và nguồn điện. Cuối cùng là camera sau, và đây cũng là điểm nổi trội của S8 Plus so với người tiền nhiệm S8 trước đó. Camera lùi của S8 Plus khá là to hơn so với các phiên bản đang có trên thị trường. Thêm nữa, với các phiên bản camera hành trình hiện nay, chỉ trang bị camera sau với độ phân giải 720p. Riêng với S8 Plus này thì được trang bị độ phân giải Full HD 1080p, góc rộng 140 độ, với cảm biến Sony IMX323. Trên đây thì có miếng dán 3M để dán cố định trên xe, và ở đây có các bánh răng để điều chỉnh hướng nhìn của camera. Đầu bên cạnh này là cổng micro USB để truyền dữ liệu về S8 Plus phía trước. Camera này thì không lắp ở biển số xe hay khu vực ngoài xe mà được thiết kế để lắp trên kính chắn gió phía sau xe. Chính vì vậy các bạn cũng cần lưu ý là camera này thì không được thiết kế để chống nước. Quay trở lại với WebVision S8 Plus, chiếc camera này có thiết kế khá là nhỏ gọn, toàn thân máy được làm từ nhôm, cảm giác cầm rất là chắc chắn. S8 Plus sở hữu màn hình hiển thị kích thước 3 inch. Khi hoạt động, màn hình này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về tốc độ, GPS, phương hướng cũng như các cảnh báo quan trọng tới người dùng. Như phiên bản trước, các nút bấm được đưa lên phía trên đỉnh máy, thì trên phiên bản này, nút bấm được đưa sang hai bên cạnh của máy. Cụ thể, bên trái chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ, dưới đó là các phím điều hướng lên xuống và chọn. Phím đi lên này cũng là nút chức năng để chuyển sang xem camera sau. Đối diện bên đây gồm các nút ghi hình, chụp ảnh, tắt bật wifi và nút nguồn. Cạnh trên ở giữa là lỗ vít để gắn gá hút chân không lên kính của xe. Còn bên đây là cổng sạc mini USB, đối diện bên này là cổng micro USB, cũng chính là đường hình vào của camera sau. Mặt trước của máy nổi bật với ống kính lớn tương tự như các phiên bản trước đây của WebVision. Camera trước chúng ta có khẩu độ f1.8, góc rộng 170 độ với cảm biến Sony IMX323 tương tự như camera phía sau. Nhìn chung thì về thiết kế, WebVision S8 Plus có thiết kế đẹp, chắc chắn, khe ghép nối kín khít, các nút bấm có độ nảy tốt. Về thao tác cài đặt, sử dụng WebVision S8 Plus khá là đơn giản. Bạn chỉ cần gắn thẻ nhớ và kết nối nguồn điện cắm các jack kết nối là camera có thể hoạt động ngay với các tùy chọn mặc định. Sau khi xe để nổ, camera sẽ tự động khởi động và bắt đầu ghi hình. Bạn cũng có thể can thiệp vào quá trình ghi hình như là dừng ghi, chụp ảnh bằng các nút trên thân máy. Giao diện cài đặt của S8 Plus hỗ trợ tiếng Việt nên dễ dàng nắm bắt và sử dụng. Trong mục cài đặt, các bạn có thể tùy chỉnh về độ phân giải video, thời gian của mỗi video, ngôn ngữ, âm lượng cảnh báo, các chế độ bảo vệ, cảnh báo ADAS, tắt bật Wi-Fi, khôi phục chế độ mặc định nhà sản xuất. Mặc dù chỉ có màn hình 3 inch nhưng thiết bị vẫn hỗ trợ xem đồng thời có lúc hai camera trước và sau, hoặc chúng ta cũng có thể tùy chỉnh chỉ xem một camera trước hoặc một camera sau. Ngoài ra, khi mà xe lùi về số R, thiết bị này sẽ tự động bật hình ảnh phía sau xe, giúp bạn dễ dàng quan sát những vật cản, hỗ trợ tối đa trong việc lùi đỗ xe. Điểm nổi bật trên S8 Plus là có hỗ trợ ứng dụng để kết nối với camera. Trên điện thoại, các bạn tải ứng dụng có trên Wi-Fi Camera Viewer. Sau khi tải xong, các bạn vào mục cài đặt Wi-Fi trên điện thoại kết nối với Wi-Fi có tên và mật khẩu hiển thị trên màn hình camera sau. Khi kết nối xong, các bạn mở ứng dụng Wi-Fi Camera Viewer lên. Trong đây, các bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp từ camera qua điện thoại. Tuy nhiên, tính năng này vẫn hạn chế vì chúng ta chỉ xem được khi mà có kết nối từ Wi-Fi từ camera phát ra mà thôi. Ưu điểm tiếp nữa mình muốn kể đến đó là khi lấy video dữ liệu từ camera ra, nếu như bình thường chúng ta phải tháo thẻ nhớ, cho vào đầu đọc thẻ rồi cắm vào máy tính để copy dữ liệu ra, thì trên S8 Plus thì đơn giản hơn khá là nhiều. Trên ứng dụng, các bạn vào mục Camera File Browse, trong đây sẽ liệt kê đầy đủ các file đã ghi hình cả trước và sau. Mỗi file sẽ được chia thành 3 phút. Với các file video khi bấm vào, chúng ta cũng có thể xem luôn trực tiếp hoặc tải về để chia sẻ lên Facebook, YouTube.
Còn về chất lượng hình ảnh, theo nhà sản xuất, Web Vision S8 Plus sử dụng ống kính f1.8 góc rộng 170 độ với cảm biến Sony IMX323. Máy hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải duy nhất cả camera trước và sau, đó là 1920x1080, tốc độ 30fps. Trải nghiệm thực tế trong điều kiện quay ban ngày, trong môi trường đủ sáng, chất lượng video của Web Vision S8 Plus khá là tốt, hình ảnh sắc nét, chi tiết, rõ ràng. Âm thanh thu được từ micro tích hợp rõ ràng, không bị lọt quá nhiều tạp âm từ môi trường bên ngoài. Còn khi đi lại vào buổi tối, camera cũng xử lý khá tốt về ánh đèn đường, không bị lóa kể cả đèn khi chiếu thẳng về phía xe. Chất lượng hình ảnh khi quay buổi tối cũng đủ để quan sát, nhận biết vật thể chuyển động khi ở gần hoặc các biển số xe. Mỗi video ghi hình dài 3 phút, độ phân giải Full HD của Web Vision S8 Plus có dung lượng khoảng gần 260MB. Với thẻ nhớ 16GB, camera có thể ghi lại hành trình liên tục khoảng 3 giờ. Sau khi bộ nhớ đầy, camera sẽ ghi đè lên các file đã lưu trước đó. Trong trường hợp mà xe gặp va chạm đột ngột, camera cũng sẽ đánh dấu file ghi lại trong khoảnh khắc đó là file quan trọng và không ghi đè. Ngoài ra, Web Vision S8 Plus còn được tích hợp công nghệ cảnh báo chạy làn đường, cảnh báo quá tốc độ, cảnh báo sắp ra vào khu dân cư và tính năng nhắc nhở khi người dùng quên bật đèn xe. Thiết bị còn có tính năng tự động ghi hình khi phát hiện chuyển động phía trước. Đây là tính năng khá là hữu ích, giúp phát hiện những hành động xấu của kẻ gian với chiếc xe của bạn. Đặc biệt, camera hành trình Web Vision S8 Plus sử dụng dữ liệu đường bộ Navitel. Đây là dữ liệu đường bộ có thể nói chính xác nhất hiện nay, bao gồm bản đồ 63 tỉnh thành trên cả nước và liên tục được cập nhật 3 tháng một lần. Về thời lượng pin thì Web Vision S8 Plus có viên pin 300mAh. Sử dụng thực tế sau khi xe tắt máy thì thiết bị ghi hình thêm được khoảng 3 phút thì máy báo yếu pin và tắt thiết bị. Tuy nhiên khi mà phát hiện chuyển động phía trước thì thiết bị vẫn tự động mở lên và ghi thêm được khoảng 2-3 phút. Như vậy có thể hiểu với viên pin kèm theo này chỉ ghi thêm được một khoảng thời gian ngắn sau khi tắt máy và hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động. Như vậy là mình vừa trên tay và trải nghiệm nhanh camera hành trình Web Vision S8 Plus với mức giá gần 3,8 triệu đồng. Chúng ta sẽ có camera hành trình ghi hình ở độ phân giải Full HD cả trước và sau. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị các tính năng về cảnh báo như là cảnh báo lấn làn, sai làn, cảnh báo về tốc độ, cảnh báo ra vào khu vực dân cư. Đặc biệt, trên thiết bị này còn sử dụng app hỗ trợ người dùng cài đặt và truyền tải dữ liệu từ camera về điện thoại dễ dàng hơn. Điểm trừ trên sản phẩm này đó là viên pin kèm theo có dung lượng thấp. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment phía bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.